Linh Anh khai trương cơ sở premium đầu tiên, làm đẹp cho không gian cực sang chảnh và lại còn nhiều ưu đãi và quà hấp dẫn nữa. Theo chân Diễm Quỳnh đi khám phá nhé. Ngắm phòng đẹp xong rồi thì bây giờ chị em mình hãy tập trung nghe phần hấp dẫn nhất nha. Đó là 100% chị em khi đến làm dịch vụ sẽ được tặng quà và nhận ưu đãi cực hời. Phun son thẩm mỹ giảm 65% tặng một suất chăm sóc da cao cấp. Sấy collagen điều trị da giảm 65% tặng một suất tắm trắng cao cấp. Dịch vụ laser giảm 65% tặng một suất triệt lông. Và phẫu thuật thẩm mỹ giảm 65% tặng một suất trẻ hóa da. Và giảm 10% cho nhóm khách đi từ 2 người trở lên. Con, em còn tặng quà nữa chưa hết đâu. Chỉ cần chị em mình đăng ký bất kỳ dịch vụ nào tại Linh Anh đều sẽ được tặng một suất Meso HA+, giúp căng bóng da, nâng tông tự nhiên và cấp ẩm vượt trội. Sẽ được áp dụng cho tất cả các chi nhánh của Linh Anh tại thành phố Hồ Chí Minh. Hấp dẫn quá phải không ạ? Chương trình này thì sẽ áp dụng từ ngày 10 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5. Chị em nhanh chân ghé qua nha.